Sáng ngày 28 tháng 6 2017, tại khán phòng hội nghị Athena, Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, lễ công bố sự kiện hội ngộ đỉnh cao 2017 của BNI Việt Nam đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và tâm trạng chào đón của cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Về phía BNI có sự hiện diện của ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, ông Nguyễn Kiên Trì, Phó Chủ tịch BNI, trưởng ban tổ chức hội ngộ đỉnh cao 2017, các giám đốc vùng BNI như bà Ngô Thị Kim Trang, bà Nguyễn Thị Bích Hằng và bà Nguyễn Thị Thu Anh. Bà Lê Quỳnh Thư, giám đốc sự kiện BNI Việt Nam đã cùng có mặt. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng, đại diện đối tác chiến lược của BNI, đã được ban tổ chức đón tiếp trân trọng. Bên cạnh sự có mặt của đơn vị tài trợ Kim Cương, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, tổng giám đốc ActionCode Việt Nam, đại diện các đơn vị tài trợ vàng, tài trợ bạc, tài trợ đồng, đại diện các chapter và đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí đã cùng tham gia sự kiện. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hồ Quang Minh đã nhấn mạnh. Đặc biệt năm nay có thứ nhất là họ rất vui mừng chào đón về cái sự kiện gọi là hiến máu nhân đạo. Mọi người đoàn cộng tác với lại cộng đồng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đó là ý nghĩa của cộng đồng doanh nhân của BNI chúng ta. Thứ hai nữa là chúng tôi với truyền thống của người Việt Nam áo dài, đó là một cái sự kiện tôn vinh cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, văn hóa truyền thống thông qua những người doanh nhân làm ăn trên toàn cầu. Điều thứ ba thì đương nhiên là về rèn luyện sức khỏe, về tập thể thao, thể dục thì anh em rất là gọi là tennis, bóng đá, để mọi người đến với nhau, có người sở thích riêng nhưng mà có những sở thích chung thì họ kết nối sâu hơn, làm việc hiệu quả hơn. Đó là những mong chờ mà hơn 1.200 doanh nhân của BNI cả nước và 4.000 chủ doanh nghiệp sẽ đến vào sự kiện hội ngộ đỉnh cao năm 2017 này. Ông Nguyễn Kiên Trì, Phó Chủ tịch BNI, trưởng ban tổ chức đã trình bày những thông tin chính thức của hội nghị đỉnh cao 2017 với các sự kiện nổi bật. Kính thưa quý vị, đến với hội ngộ đỉnh cao 2017 này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái hoạt động nổi bật. Đầu tiên đó là một cái chương trình triển lãm bao gồm trên 100 gian hàng của các thành viên của BNI cũng như đối tác cùng tập trung về để mà chúng ta tham gia, chúng ta giới thiệu những cái sản phẩm và dịch vụ của các thành viên của chúng ta đến với tất cả các cái thành viên trong cả nước cũng như đến cái cộng đồng doanh nhân nói chung. Và một điều đặc biệt đó là chương trình với cái đêm gala để vinh danh tất cả các cái thành viên của BNI cũng như các cái tổ chức, các cái chapter của BNI đạt được những cái thành tích thật là tốt trong năm. Và trong đêm này thì tất cả cùng trong một cái trang phục áo dài thể hiện cái văn hóa, cái truyền thống của Việt Nam nhằm đem đến cho hơn 100 cái doanh nhân nước ngoài đến với Việt Nam trong cái chương trình này sẽ nhìn thấy được cái tinh thần của doanh nhân Việt Nam trong cái trang phục áo dài này. Có thể chia sẻ những cái giọt máu cũng như những cái sự bất hạnh dành cho xã hội. Qua đó thì các anh chị, tất cả các anh chị đều có nhu cầu, đều có sức khỏe là có thể đến với chương trình này. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả các anh chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Điểm nhấn nổi bật tại buổi lễ công bố sự kiện hội ngộ đỉnh cao 2017 là nghi thức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa BNI Việt Nam với tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập đoàn giáo dục đầu tiên và duy nhất đào tạo khép kín từ mầm non đến tiến sĩ. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Xuất đã chia sẻ một số thông tin quan trọng xoay quanh việc chọn lựa và đồng hành làm đối tác chiến lược với BNI Việt Nam. Ngoài việc hợp tác tại sự kiện hội ngộ đỉnh cao 2017, Nguyễn Hoàng Rúc và BNI sẽ cùng triển khai các dự án xúc tiến giáo dục đào tạo bền vững nhằm mang đến môi trường giáo dục quốc tế các chương trình đào tạo giá trị sống, kỹ năng sống ưu việt toàn diện cho thế hệ kế nghiệp của các doanh nhân thành viên BNI. Chúng tôi có rất là nhiều cái hợp tác trong cái kỳ hợp tác kỳ này. Tuy nhiên tôi có thể điểm lại khoảng vài ba điểm chính như sau. Thứ nhất đó là hiện tại Nguyễn Hoàng với BNI đã có ký kết, có thể Nguyễn Hoàng tài trợ một số cái học bổng cho con em là trong cái thành viên doanh nhân thành viên trong BNI. Nguyễn Hoàng có thể cũng tài trợ một số học bổng cho các cái cộng đồng doanh nhân Việt Nam thông qua giới thiệu của lãnh đạo BNI. Thứ hai là chúng tôi cùng nhau tạo ra những sân chơi, tạo ra những cái sự kiện, những sân chơi dành cho cái thế hệ là con em của các quý vị doanh nhân, để mục đích để hướng các em để là những cái lãnh đạo kế thừa biết điều hành doanh nghiệp như thế nào và có những cái tố chất
những cái phẩm chất của những nhà lãnh đạo, những nhà doanh nghiệp ở tương lai thì phải làm sao. Đó là những cái hai điểm chính mà tôi xin nêu ra đây. Không khí buổi lễ công bố hội nghị đỉnh cao 2017 càng nóng lên khi ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, ông Nguyễn Kiên Trì, Phó Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức sự kiện hội nghị đỉnh cao 2017, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Rúp và bà Lê Quỳnh Thư, giám đốc sự kiện BNI Việt Nam ngồi vào bàn chủ tọa để trả lời các câu hỏi của giới thông tấn và báo chí. Và tôi cũng lấy làm rất là vinh dự được đồng hành trong sự kiện này để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các anh chị BNI Việt Nam được nâng tầm công ty của mình để có thể sánh vai, có thể kết nối đi toàn cầu. Tôi cũng là một cái nhà tài trợ và cũng là một cái thành viên của BNI được 2 năm rồi. Thì tôi chúc cho tất cả mọi người thành viên của BNI có một cái kỳ hội ngộ đỉnh cao là thành công tốt đẹp, kết nối được với các doanh nhân trên cả nước và phát triển kinh doanh của mình một cách tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn. Tại hội ngộ đỉnh cao này, niềm tự hào nhất của tôi đó là tôi được tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo. Đó là một trong những tổ chức rất là mang tính nhân văn. Ngoài ra chúng tôi còn tham gia về áo dài truyền thống cho chương trình Thốt Phây. Chúc hội nghị thành công rực rỡ và mang lại nhiều hạnh phúc cho tất cả các doanh nhân tại Việt Nam. Và chúng tôi rất hy vọng rằng mẫu áo dài này cũng như là một số mẫu áo dài khác của các chapter khác sẽ đem đến một cái vẻ đẹp rất là Việt Nam, nhưng không kém phần năng động của một những thế hệ doanh nhân mới, và sẽ hứa hẹn một hội ngộ đỉnh cao thật đầy năng lượng, thật nhiều màu sắc và rất là Việt Nam. Lễ tri ân các đơn vị tài trợ đã diễn ra trang trọng và ấm áp với hình ảnh của những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay kết nối thân thiện và những nụ cười hân hoan hướng về sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2017 của BNI Việt Nam với tất cả tình yêu và kỳ vọng.